ngày 14 tháng 12, thành phố Uông Bí tổ chức gặp mặt khen thưởng đội tuyển Việt giã thành phố vô địch giải Việt giã tỉnh Quảng Ninh lần thứ 49 năm 2019. Tới sự chúc mừng có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thành phố Uông Bí là đơn vị vô địch giải Việt giã truyền thống tỉnh Quảng Ninh nhiều năm liền. Trong lần thứ 49 giải đấu tổ chức với sự nỗ lực luyện tập thi đấu, đội tuyển thành phố gồm 20 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung và đều đạt thứ hạng cao nhất, xuất sắc bảo vệ chức vô địch lần thứ 49. Cụ thể, đối với hai nội dung quan trọng là nội dung đoàn chính và đoàn trẻ, Uông Bí đều giành cúp và cờ vô địch. Đội nam chính, nữ chính và đội nam trẻ, nữ trẻ đều giành giải nhất. Đội tuyển thành phố cũng xuất sắc giành 11 trên 12 giải cá nhân với các thứ hạng nhất nhì 3 và tư Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND nhân dân thành phố bày tỏ vui mừng phấn khởi trước thành tích nổi bật của đoàn Việt dã thành phố. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các vận động viên, huấn luyện viên sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho giải Việt dã truyền thống tỉnh Quảng Ninh lần thứ 50 năm 2020 được tổ chức tại thành phố Uông Bí nhân dịp này, ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí đã biểu dương khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển Việt Giã thành phố với những thành tích xuất sắc bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải Việt Giã truyền thống tỉnh Quảng Ninh lần thứ 49.